Xin chào tất cả các bạn, Quỳnh Nga đang có mặt tại một buổi sinh hoạt thường niên của câu lạc bộ đoàn kết BI Berlin. Và bên cạnh chúng ta đây là chị Lan. Quỳnh Nga muốn mọi người nghe những chia sẻ của chị. Xin chào chị Lan. Hôm nay em rất là vui được gặp chị ở đây, lại một lần nữa được gặp chị ở đây, bởi vì lần nào em cũng được gặp chị. Và em cũng muốn là chị chia sẻ đôi chút với tất cả mọi người, những độc giả của Vietbao.ne về cái sinh hoạt của câu lạc bộ đoàn kết BI Berlin. Dạ, xin chào Quỳnh Nga. Câu lạc bộ đoàn kết của Berlin cũng đã có từ lâu rồi. Và chị Lan là những người mà sinh hoạt rất là đều đặn, rất là vui. Được đến đây thì được ăn phở này, thế rồi được giao lưu với các chị em này, thế rồi các khóa hội nhập ở đây thì các chị em sinh hoạt và đến rất là đều. Tất cả mọi người đều mong đến những cái ngày đấy để đến, để được gặp nhau. Phải nói rằng là nếu như mà ở cái câu lạc bộ đoàn kết này thì kể từ ngày mà chị Lan đến đây được sinh hoạt cùng với các chị em thì thấy là vui nhiều hơn khi nhìn thấy các chị em và các bạn, các em đều khỏe mạnh và giao lưu, nói chuyện về tất cả những cái cuộc sống hội nhập ở Đức này. Thế là vui lắm. Dạ, vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Và chị có thể chia sẻ một vài kỷ niệm của chị đối với câu lạc bộ đoàn kết BI Berlin. Những cái kỷ niệm của câu lạc bộ đoàn kết này thì chị thấy cái vui thì nhiều lắm. Chưa bao giờ thấy rằng là mình có một cái điều gì để buồn với các chị, các em ở đây cả. Vui lắm. Thì cái vui đấy là nhìn thấy các chị em khỏe mạnh. Và nói chung là sự đoàn kết thì không có một cái gì xảy ra để cho mình phải suy nghĩ, phải đắn đo này nọ kia cả. Thì chị rất là vui ở cái điều ấy. Đúng là câu lạc bộ đoàn kết, thực sự là đoàn kết. Cảm ơn Ina là người chủ trì của cái câu lạc bộ đoàn kết này. Thì bao nhiêu năm rồi nhưng mà thấy rằng là Ina lúc nào cũng trẻ và vui. Khi nào mà vắng Ina thì hơi buồn chút. Cảm ơn Quỳnh Nga nhé. Dạ. Vâng. Chúc một ngày đẹp. Vâng ạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Và thưa các bạn, chúng ta hãy đến với câu lạc bộ đoàn kết BI Berlin. Ở đây có những khóa hội nhập về tư vấn về sức khỏe, về giao thông và dạy tiếng Đức, và đặc biệt nữa là tư vấn miễn phí. Và một điều nữa Quỳnh Nga cũng giới thiệu là tại đây thường xuyên có luật sư miễn phí. Xin mời tất cả các bạn hãy đến với câu lạc bộ BI Berlin. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhỏ của chúng tôi.